nay mình đi trao tiền học năm mới cho 100 đứa con mà mình đã nhận lo tiền học cho tới lớp 12 luôn á. Trong mùa Covid hôm nay thêm một năm nữa rồi là 3 năm rồi đó. Được 3 năm rồi. Để sợ cho nhanh quá ha. Không muốn các con nghỉ học, bỏ học. Cho nên phải cố gắng mình dùng tiền hát của mình để giúp đỡ các con. Nói chung là tạo phước cho Polo. Rồi nha. Để các con cũng như là ban lãnh đạo của thành đoàn chào một buổi lời buổi sáng tốt đẹp trước tiên ha. Hôm nay hình như là cái năm thứ ba là thì phải. Năm thứ ba mình đi cùng nhau để chọn một cái giải pháp cho các con không có bị phải dừng lại việc học của mình trong cái mùa Covid đã nó xảy ra quá nhiều những cái điều mà không ai muốn cả. Thì lúc đó hôm nay Chúa nhắc lại lần nữa nha, mình tâm sự để mình nhớ. Rồi lúc đó là rất nhiều những diễn biến xảy ra, nó mang lại những cái hệ lụy kinh khủng khiếp. Và bên thành đoàn có báo rằng là có rất nhiều trường hợp của các con có nguy cơ là sẽ phải dừng việc học. Thì hiện nay là còn có mấy trăm em như vậy đó, thì sẽ dừng lại cái việc học vì quá khó khăn. Thế là Chúa Hưng nhận được cái thông tin đó, và Chúa Hưng nói rằng là Chúa Hưng sẽ xin nhận đóng tiền học cho 100 đứa con để cho các con tiếp tục cái việc học của mình từ cho tới hết lớp 12. Dù bất kỳ lúc đó đang là lớp 9, lớp 5, lớp 6, lớp 6 hay lớp 9, lớp 12 con không biết, đóng cho đủ hết lớp 12 cho con để con đi học tiếp thôi. Bằng tiền hát của chú, chú đi hát để dành cho từ cái mỗi một năm về để con đóng tiền học cho các con. Đó là cái điều duy nhất mà chú có thể làm được để chia sẻ những gánh nặng đối với gia đình nói riêng và với xã hội nói chung ở lúc bây giờ. Thì một phần nữa chú muốn để tạo ra những cái điều tốt đẹp, những cái phước đức cho con của chú. Và chúng ta đi được cùng nhau 3 năm. Tuy nhiên trong thời gian 3 năm vừa qua cũng không hẳn mình nhận được kết quả mong muốn là sẽ có đủ 100 con sẽ đi tiếp được việc học hành. Có những con học lực hơi kém và cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên là phải dừng lại hết 21 người. Thì đại chú Hưng đã nhờ bên thành đoàn chọn thêm 21 bé khác nữa để mình có thể đi tiếp, để cho thành giữ nguyên con số 100 đứa con để nó việc học hành được tiếp diễn. Cho nên là ngày hôm nay là cái ngày thành đoàn và cùng chú Hưng chọn ra để ngày để trao học bổng tiếp theo cho các con tiếp tục việc học của mình cho năm mới. Các con đã nhìn thấy rồi đó, không chỉ đóng tiền học cho các con mỗi năm mà có những lễ Trung Thu, Tết chú Hưng vẫn tới tận nơi luôn đó, không tặng bánh Trung Thu, tặng tiền, có khi là tặng đồ Tết cho các con để cho thêm tiền để mua đồ Tết mặc hoặc là mua thêm sách vở. Đó là chú nhờ những bạn bè, những anh chị chơi thân với chú, những người thành đạt để hỗ trợ chú để kiếm cho các con thêm một cái áo, một cái bút, một cái vở hoặc là một món quà Tết Trung Thu hay thiếu nhi. Đó, những ngày đó là các con dễ bị tuổi thân, cho nên chú Hưng cũng nghĩ tới điều đó mà cũng kiếm thêm cho các con nữa. Ngày hôm nay mình cứ giải quyết trước cái vấn đề là học hành trước đi ha. Rồi gần Tết mình sẽ có cơ hội gặp nhau một lần nữa, chú Hưng sẽ kiếm thêm quà Tết cho các con nữa. Và đó là tấm lòng của chú Hưng dành cho các con. Thế thôi. Hôm nay con cảm thấy rất vui khi được đại diện cho các bạn học sinh đứng lên phát biểu để bày tỏ lòng biết ơn cũng như sự trân trọng của tụi con đối với chú Đàm Bình Hưng. Chú đã tài trợ học bổng để tụi con có cơ hội được học tập, được cấp sách tới trường trong suốt những năm học vừa qua. Trải qua đợt dịch Covid-19 vừa rồi, gia đình con vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Gia đình con gồm có ông nội, cô ruột, ba mẹ và hai chị em con. Ông nội và cô ruột đều không có khả năng lao động, ba con mất do Covid-19, mẹ thì thất nghiệp. Rất may mắn, con và em của con lúc ấy được chú Đàm Bình Hưng tài trợ học bổng để tiếp tục học đến hết bậc trung học phổ thông. Bản thân con rất biết ơn chú Đàm Bình Hưng, thành đoàn,
Hội đồng đội thành phố, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã trao học bổng, quà cho tụi con. Chính sự quan tâm, hỗ trợ của các cô chú, anh chị đã là nguồn động lực rất lớn, thúc đẩy con và các bạn nỗ lực, cố gắng hơn từng ngày. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn chú Đàm Vĩnh Hưng và các cô chú, anh chị đã tài trợ cho chúng con được tiếp tục học tập và phát triển. Tụi con hứa sẽ cố gắng học tập, phát huy nhiều hơn nữa, để có thể trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội. Chúng ta có thể vỗ tay cho một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Xin kính mời các em và ban tổ chức chúng ta về vị trí trong ngôi để tiếp tục chương trình. Tiếp theo chúng tôi xin mời em